Các bạn thân mến, ngày nay thì có rất nhiều người luôn muốn tìm mua cho mình một chiếc máy tính để đáp ứng được nhu cầu học tập và làm việc của bản thân. Thay vì lựa chọn những chiếc máy tính mới có cấu hình mạnh mẽ nhưng mà có giá thành cao, thì việc lựa chọn cho mình một chiếc máy tính cũ có cấu hình tương đương nhưng mà có giá tiền hợp lý hơn lại trở thành một lựa chọn không hề tệ chút nào đối với những người có hổ bào eo hẹp. Còn đối với máy tính cũ thì các thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ hay là Nhật như là Dell, HP, Sony hoặc là đến từ các nhà sản xuất máy tính nổi tiếng Trung Quốc là Lenovo thì luôn được ưu tiên hàng đầu. Và cũng có khá là nhiều khách hàng mới chưa có kinh nghiệm khi đến với Minh Vũ chúng mình để tìm hiểu và mua máy luôn hỏi nhân viên tư vấn là tại sao máy bán được giới thiệu là máy nhập khẩu Mỹ, nhập khẩu Nhật mà lại ghi là sản xuất tại Trung Quốc thì có khác nào đây là máy Trung Quốc không? Vậy tại sao lại có điều đó? Máy tính Trung Quốc liệu có tốt như máy tính Mỹ, Nhật hay không? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu vấn đề này trong video ngày hôm nay nhé! Như vậy, tại sao máy tính nhập từ Mỹ, Nhật nhưng mà lại sản xuất tại Trung Quốc? Nguyên nhân của việc này thì mình xin được tóm tắt lại thành những ý như sau. Thứ nhất, đó là vấn đề chi phí nhân công. Chi phí nhân công tại Mỹ, châu Âu hay là Nhật thường rất cao. Và chi phí đó đã làm cho giá thành sản phẩm đội lên cao, dẫn tới sức tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh rất yếu trên thị trường. Nên là các thương hiệu lớn đã tìm kiếm và hướng tới những nước có chi phí sản xuất nhân công rẻ để ký kết hợp đồng sản xuất hàng hóa và nhập khẩu. Trong đó thì Trung Quốc là nước được lựa chọn đầu tiên bởi tiềm năng kinh tế và lịch sử về thương mại từ rất lâu đời. Và nguyên nhân thứ hai, đó chính là Trung Quốc chứa đến 97% nguồn đất hiếm trên thế giới. Đất hiếm là hợp kim được sử dụng chế tạo vật liệu siêu dẫn, được sử dụng rất nhiều trong các quy trình sản xuất sản phẩm thiết bị công nghệ cao, và Trung Quốc thì chiếm đến 97% nguồn tài nguyên này trên toàn thế giới. Và nếu nhập khẩu thì các hãng sản xuất sẽ phải bỏ ra một số tiền rất lớn vì giá nhập khẩu của đất hiếm là rất cao. Bởi vậy, việc đặt nhà máy sản xuất ngay tại Trung Quốc nơi có rất nhiều đất hiếm sẽ đảm bảo được nguồn nhiên liệu sản xuất luôn ở mức ổn định và giảm chi phí vận chuyển so với việc đặt nhà máy ở các quốc gia khác. Một nguyên nhân thứ ba, đó chính là Trung Quốc có truyền thống sản xuất thiết bị công nghệ cao. Cho dù không phải là cái tên nổi bật trong ngành nghiên cứu các công nghệ mới, song nếu nói về sản xuất thiết bị thì không có một đất nước nào trên thế giới có thể vượt qua được cường quốc đông dân nhất thế giới này. Với nguồn nhân công dồi dào, nguồn nhân lực chất lượng cao, đông đảo, Trung Quốc sẵn sàng mang cả thế giới công nghệ về đất nước của mình. Nguyên nhân cuối cùng phải nói đến có lẽ là do Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Chính vì thế mà thị trường Trung Quốc trở thành mảnh đất vô cùng màu mỡ dành cho các hãng máy tính hay là các hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới. Và khi mà sản xuất tại Trung Quốc thì liệu chất lượng sản phẩm sẽ ra sao? Liệu có tốt không? Đối với câu hỏi này thì mình xin trả lời là các bạn hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nhé. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi nhập khẩu vào Mỹ, Nhật, Đức và bày bán trên các thị trường khác, sản phẩm sẽ được trải qua các quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, và nếu có bất kỳ sơ suất nhỏ nào ảnh hưởng đến chất lượng và gây thiệt hại cho người dùng, hoàn toàn sẽ bị loại bỏ sản phẩm đó. Như vậy thì mình vừa giải đáp sơ lược tại sao máy Mỹ lại sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng máy tính Trung Quốc có tốt hay không, và qua đây thì có lẽ là sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào việc lựa chọn một hãng sản xuất cũng như là một chiếc máy tính cũ chất lượng tốt để phục vụ các nhu cầu bản thân. Và nếu như là các bạn đang băn khoăn trong việc lựa chọn một cửa hàng bán máy tính cũ uy tín thì bạn có thể ghé qua cửa hàng máy tính Minh Vũ tại địa chỉ số 214 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội để tham khảo và được các bạn là nhân viên của Minh Vũ tư vấn nhiệt tình và giải đáp các thắc mắc các bạn gặp phải. Và cuối cùng, nếu mà các bạn thấy chiếc video này thật là bổ ích thì nhớ like, subscribe kênh của chúng mình nhé để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.